nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các năm thánh. A. Năm Sa-bát. Sách Lê-vi, chương 25, từ câu 1 đến câu 7. Trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một Sa-bát kính Đức Chúa. Trong 6 năm, các ngươi sẽ gieo vải trong cánh đồng của các ngươi. Trong 6 năm, các ngươi sẽ tỉa vườn nho của các ngươi và các ngươi sẽ thu hoa lợi. Nhưng năm thứ 7 sẽ là một năm Sa-bát, một thời kỳ đất nghỉ, một Sa-bát kính Đức Chúa. Các ngươi không được gieo vải trong cánh đồng của các ngươi, không được tỉa vườn nho của các ngươi. Các ngươi không được gặt lúa tự nhiên mọc sau mùa gặt, không được hái những chùm nho từ vườn nho không cắt tỉa của các ngươi. Đó sẽ là một năm đất nghỉ. Sản phẩm tự nhiên của đất trong năm Sa-bát sẽ nuôi các ngươi. Tôi tớ nam nữ của các ngươi, người làm thuê của các ngươi, khách trọ nhà các ngươi. Tóm lại các ngươi trú ngụ nơi các ngươi, còn gia súc và dã thú ở trong đất các ngươi, thì tất cả hoa lợi của đất sẽ là lương thực cho chúng. B. Năm toàn xá. Sách Lê-vi, chương 25, từ câu 8 đến câu 17. Các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần, 7 năm. Thời gian 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mồng 10 trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữ tiếng reo hò. Vào ngày xá tội, các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố, năm thứ 50 là năm thánh, và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái nho trong vườn nho, không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thiên Chúa bảo đảm về năm Sa-bát. Sách Lê-vi, chương 25, từ câu 18 đến câu 22. Các ngươi phải đem ra thực hành các quy tắc của ta, phải giữ và đem ra thực hành các quyết định của ta, và các ngươi sẽ được sống yên hàn trên đất ấy. Đất sẽ sinh hoa trái, các ngươi sẽ được ăn no nê và được sống yên hàn tại đó. Có lẽ các ngươi sẽ nói, năm thứ bảy chúng tôi sẽ ăn gì nếu chúng tôi không gieo vải và không thu hoa lợi? Ta sẽ truyền cho phúc lành của ta đến với các ngươi vào năm thứ 6, và phúc lành sẽ sinh hoa lợi đủ cho 3 năm. Năm thứ 8,
các ngươi sẽ gieo vải, nhưng sẽ lấy hoa lợi cũ mà ăn. Đến năm thứ 9, đến khi gặt hoa lợi năm ấy, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ. Chuộc đất, chuộc nhà. Sách Lê Vi, chương 25, từ câu 23 đến câu 34. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta. Còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ của ta. Trong toàn xứ sẽ thuộc quyền sở hữu của các ngươi. Các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu và phải bán một phần sở hữu của nó, thì người có quyền chuộc, tức là người bà con gần nhất, sẽ đến chuộc lại cái mà người anh em nó đã bán. Nếu ai không có bà con có quyền chuộc, nhưng lại có phương tiện và kiếm được tiền chuộc, thì nó sẽ tính những năm từ khi bán. Còn trội bao nhiêu, nó sẽ trả cho người mua và sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nhưng nếu nó không kiếm được phương tiện để trả tiền lại cho người kia, thì của nó bán sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm toàn xá. Đến thời kỳ toàn xá, của bán sẽ ra khỏi tay người mua và người bán sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu người nào bán nhà ở trong một thành có tường lũy, thì quyền chuộc sẽ kéo dài đến hết năm bán. Quyền chuộc nhà sẽ kéo dài một năm. Nếu trong vòng một năm trọn mà nhà không được chuộc, thì nhà ở trong thành có tường lũy sẽ thuộc hẳn về người mua và con cháu nó. Vào năm toàn xá, nhà sẽ không ra khỏi tay nó. Nhà cửa trong các làng không có tường lũy chung quanh thì được kể như ruộng đồng. Người ta có quyền chuộc những nhà ấy, và năm toàn xá, những nhà ấy sẽ ra khỏi tay người mua. Còn các thành của các thầy Lê Vi, nhà cửa trong các thành thuộc quyền sở hữu của chúng, thì các thầy Lê Vi mãi mãi có quyền chuộc. Dù một thầy Lê Vi đã mua, thì nhà đã bán, trong một thành là sở hữu của nó, sẽ ra khỏi tay người mua vào thời kỳ toàn xá, vì nhà cửa trong các thành của các thầy Lê Vi là sở hữu của chúng giữa con cái Israel. Còn đồng cỏ chung quanh các thành của chúng thì không được bán, vì đó là phần sở hữu vĩnh viễn của chúng. Chuộc người. Sách Lê Vi, chương 25, từ câu 35 đến câu 55. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu và không trả nợ được các ngươi, thì các ngươi phải nâng đỡ nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để nó có thể sống bên các ngươi. Với nó, các ngươi không được lấy lãi ăn lời, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa và người anh em của các ngươi sẽ có thể sống bên các ngươi. Các ngươi không được cho nó vay bạc của các ngươi để lấy lãi và vay lương thực của các ngươi để ăn lời. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập để ban cho các ngươi đất Canaan và để làm Thiên Chúa của các ngươi. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu bên cạnh các ngươi và phải bán mình cho các ngươi, thì các ngươi không được bắt nó làm công việc của người nô lệ. Nó sẽ ở với các ngươi như một người làm thuê, một khách trọ, và sẽ phục vụ trong nhà các ngươi cho đến năm toàn xá. Khi đó, nó cùng với con cái nó sẽ ra khỏi nhà các ngươi, sẽ trở về thị tộc của mình, sẽ trở về phần sở hữu của cha ông nó. Quả thế, chúng là tôi tớ của ta, mà ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập,
không được bán chúng như bán nô lệ. Các ngươi không được thống trị chúng cách hà khắc, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa của các ngươi. Tôi tớ nam nữ mà các ngươi sẽ có phải là những người thuộc các dân tộc chung quanh các ngươi. Các ngươi sẽ mua tôi tớ nam nữ từ các dân tộc ấy. Các ngươi cũng có thể mua trong số con cái các khách trọ trú ngụ giữa các ngươi, trong các gia đình của chúng đang ở giữa các ngươi. Những kẻ chúng đã sinh ra trên đất các ngươi, chúng sẽ là sở hữu của các ngươi. Các ngươi sẽ để chúng làm gia nghiệp cho con cái các ngươi mai sau, để con cái các ngươi giữ làm sở hữu. Các ngươi có thể bắt chúng làm nô lệ mãi mãi, nhưng anh em các ngươi là con cái Israel, thì không ai trong các ngươi được thống trị cách hà khắc. Nếu một người ngoại kiều hay khách trọ giữa các ngươi có phương tiện, và nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu bên cạnh nó, và phải bán mình cho ngoại kiều đó, hoặc cho khách trọ giữa các ngươi, hoặc cho con cháu một gia đình ngoại kiều, thì sau khi bán mình, người anh em ấy vẫn có quyền chuộc. Một người trong các anh em nó có thể chuộc nó, chú bác nó, hay con của chú bác nó, hay một người bà con ruột thịt trong gia tộc nó có thể chuộc nó. Hoặc nếu có phương tiện thì có thể tự chuộc mình. Với người đã mua nó sẽ tính thời gian từ năm nó bán mình cho đến năm toàn xá, và giá tiền bán nó cứ tùy số năm mà tính, theo lương công nhật của người làm thuê. Nếu còn nhiều năm thì nó cứ tùy theo số năm ấy mà khấu trừ vào tiền bán nó để trả tiền chuộc mình. Nếu còn lại ít năm trước năm toàn xá thì nó sẽ tính theo số năm ấy mà trả tiền chuộc. Nó sẽ ở với người kia như một người làm thuê từ năm nọ sang năm kia, nhưng người kia không được thống trị nó cách hà khắc. Nếu nó không được chuộc bằng những cách trên, thì nó sẽ được ra đi, nó cùng với các con nó vào năm toàn xá. Thật vậy, con cái Israel làm tôi tớ cho ta, chúng là tôi tớ của ta, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.